Thank you.
very special surprise for our last song for you. About four years ago, I met this really cool kid, and he had been battling childhood cancer. He had leukemia, and he asked if he could play sax with me on the show. So I said sure. So he came and played sax with me. We have a picture of this somewhere. I don't know if we can put that up on the screen. Oh, there he is. That's him at 12 years old, and he fought his cancer for 3 years, chemotherapy, 12 surgeries, and he's been cancer-free for the last 3 years. All right. So, he's been in touch for the last 5 years, where we've become really good friends. And the thing about it is, he has become a really great saxophone player. I mean, seriously, I'm scared. And I thought for our last song tonight, we could invite him out and we'll play the same song that we played 5 years ago. Let's give a round of applause for Austin Gaddis. Come on, all right, Austin. Thank you.
màu tim. Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vơi vơi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy bùi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tim, chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn sim tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến trinh, mấy người đi chờ lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái. Là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ. Nhớ em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tim, màu buồn tan tác phải không em?